Chào các bạn, lại là Miu Anh đây. Thì ngày hôm nay Miu Anh đang có mặt tại thành phố Cần Thơ. Miu Anh nghe nói là ở đây có một người đàn ông nổi tiếng bởi sự sáng tạo và độc đáo của mình khi chế tác thành công chiếc xe máy từ bộ phận của máy cắt cỏ. Thì ngày hôm nay chính vì điều này đã thu hút Miu Anh đến đây, và hôm nay xin mời các bạn cùng theo chân Miu Anh khám phá điều này nhé. Đi nào. Hay còn được gọi là chú Bảy Lường, chính là tác giả của sản phẩm mà ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó chính là sản phẩm chiếc xe được chế tạo từ bộ máy của máy cắt cỏ vô cùng độc đáo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Được chế tạo từ nhiều bộ phận của các loại máy móc khác nhau rất đặc biệt, chú Bảy Lường đã tài tình khi tự tay mình uốn cong từng thanh sắt, tạo hình thành công cho phần sườn xe. Để chế tạo ra chiếc xe độc đáo này, chú Bảy Lường đã không ngừng nỗ lực học hỏi, tìm tòi trên mạng Internet, xem các chương trình hướng dẫn của người nước ngoài, khéo léo lựa chọn từng bộ phận và kết hợp với nhau sao cho hợp lý. Đặc biệt, động cơ chính giúp xe hoạt động bình thường chính là bộ phận đầu máy cắt cỏ, hoạt động theo nguyên lý bốn thì, sử dụng xăng hoàn toàn bình thường so với chiếc xe đầu tiên trước đây chú Bảy chế tạo, với nguyên lý hai thì phải sử dụng xăng pha nhớt. Bên cạnh đó thì phần ghi đông từ xe mô tô 67, phục trước của xe đạp đua, phục nhúng Exciter cũng góp phần khiến cho chiếc xe của chú Bảy đã đặc biệt lại càng đặc biệt hơn. Ngoài ra, chiếc xe này có đầy đủ các bộ phận như còi của xe gắn máy, đèn của xe đạp điện khi sử dụng vào ban đêm, bộ phận giảm phanh bu li nồi, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Khi nhắc đến xe chế tạo, xe độ, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một chiếc xe với phần bồ kiều ầm ỏi, khói bay mù trời, tốc độ, chóng mặt người nhìn. Nhưng đối với chiếc xe được chế tạo từ động cơ máy cắt cỏ của chú Bảy Lường, chắc chắn sẽ khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về xe chế tạo. Không chỉ độc đáo mà còn đảm bảo an toàn cho người lái khi tốc độ tối đa đạt được của chiếc xe này chỉ khoảng 40 km/h đổ lại. Không chỉ vậy, xe hoạt động đơn giản khi chỉ cần khởi động máy, vặn tay ga và đi thôi. Với một chiếc xe vô cùng độc đáo như thế này, chạy được tốc độ tối đa là khoảng tầm 40 km đổ lại, thì ở một cái khung cảnh yên bình như thế này, như anh nghĩ là đây là một chiếc xe vô cùng thích hợp để mình có thể đi vô nắm cảnh và hưởng một cái không khí vô cùng bình yên ở chốn làng quê này. Chú ơi, cái xe này mình hoạt động như thế nào? Mọi người ơi, mình đi xe là nhớ phải đội mũ bảo hiểm và an toàn như mọi người.
nay thì Miu Anh vừa được trải nghiệm xong một chiếc xe máy được chế tạo từ một động cơ máy cắt cỏ, thì cũng rất là cảm ơn chú Bảy Lựu đã